đất tiếng à. Gì vậy gì? Ờ, sao con không đòi má con mua cho con đồng hồ, mua cặp dây chuyền để đeo cho có với người ta? Thôi đi dì ơi, mấy thứ đó vướng víu lắm, con thích mấy cái đó đâu. Dù con không thích cũng phải đòi cho có. Con nhìn chị hai con đi, trời ơi, nữ trang của nó cả hộp. Con phải đòi quyền lợi cho mình chứ. Con đó phải chứng tỏ con là người quan trọng trong cái nhà này, để họ không coi thường con chứ. Biết chưa con? Được rồi, được rồi. Để lúc nào thuận tiện thì con nói nha dì. Ừ, còn nữa nha, con phải đòi tiền chi tiêu nhiều hơn một chút. Con nên nhớ, cái cơ ngơi này là của con. Con phải làm cho họ luôn nhớ, vị trí của người thừa kế duy nhất ở trong cái nhà này là con. Biết chưa? Biết rồi, ngày nào dì cũng nói hết, con nhớ rồi. Thôi con đi chơi nha dì. Khoan đã, chưa hết, rồi, còn nhớ nữa. Hết rồi dì ơi. Trời đất ơi, Tiến à. Tên của má là Lụa, tên tía con là Hợi. Dứt khoát không bao giờ được nhắc đến tên thiệt của tía má, nghe không? Dạ, con nhớ. Ờ. Má, má mệt rồi. Má chừng quá. Má ngồi đây nghỉ đi má. Ngồi đây nè má. Nhưng mà má à, tại sao mình phải giấu kín thân phận vậy má? Má không muốn tía con tìm thấy má con mình. Nhưng mà trước kia má từng nói với con, không bao giờ má bỏ tía mà. Tại lúc đó má không ngờ tía con lại tán tận lương tâm đến mức này. Ông muốn gả bán con làm vợ ba thằng hai mẹo là bất nhân lắm rồi, lại còn đành lòng bỏ mặc má con mình trong đám cháy nữa. Làm thân đờn bà, thà là bị chồng bỏ chứ không được bỏ chồng. Bà ngoại con dạy má vậy, má cũng đã nghe lời rồi. Nhưng mà lần này chính ổng bỏ rơi má con mình, coi như má đã chết trong đám cháy rồi. Con người đó má không muốn gặp lại. Con hiểu rồi má. Con cũng không muốn nhìn thấy má bị tía hành hạ mỗi ngày. Ừ. Con sẽ nghe lời má dặn. Nếu ổng biết má con mình còn sống, chắc chắn ổng sẽ không buông tha đâu. Sẽ tìm cách bắt con về gán nợ cho hai mẹo đó, rồi bắt má về tiếp tục đại đọa. Cho nên con phải khắc ghi điều này trong lòng, không được tiết lộ thân phận của mình cho ai biết. Nghe chưa? Nghe chưa? Dạ con nhớ. Ừ. Ờ, cả cái vết bớt son trên vai con á, cũng đừng có để cho ai biết nghe không? Má quên rồi sao? Cái vết bớt trên vai của con, nó đã biến mất từ nhiều năm trước rồi má. Má không có quên, nhưng mà má dặn con á là nếu có ai hỏi cũng coi như là chưa bao giờ có cái vết đó, nghe chưa? Má là xa quá à. Nhưng mà con hứa sẽ nghe lời má dặn. Ờ, thôi mình đi con. Đi. Ủa bây giờ mình đi đâu hả má? Đi theo má. Chị ơi. Dạ, chị kiếm ai? Chị cho tôi hỏi, ở đây có những người làm không chị? Ừ, tôi không biết. Ông bà chủ tôi không có nhà. Hay là chiều chị quay lại đi. Ừ, dạ, cảm ơn chị. Có chuyện gì vậy chị Tám? Để chị dạ, quay lại cô. Nha. Dạ. Sao thấy ghê vậy? Dạ cô Trang, chị này tới xin việc làm. Tôi nói là bà chủ không có nhà, kêu chiều quay lại. Bà không có nhà thì còn tôi. Tôi là người thay mặt bà trông coi mọi chuyện ở trong nhà này. Bộ quên rồi hả? Dạ tôi, tôi xin lỗi cô. Đi vô đi. Dạ. Tới đây xin việc làm hả? Dạ cô. Mặt mũi như dày mà đòi làm việc ở trong cái nhà này, ai mà nhẫn hả? Thôi đi về đi. Dạ. Ở đây không có nhận đâu.
Xin cô thương tình. Đã nói là không có nhận, đi về đi. Còn dạ, đứng ở đây là tôi kêu người đánh què giò đó. Dạ, má cô ơi, người ta không có nhận mình đâu má. À, người ta đã nói là... Cô thương tình, cô nhận tôi vô làm nha cô. Mày tên gì? Dạ, con tên Ngọc Bích. Ba má mày là ai? Tên gì? Ba má còn hay mất, quê quán ở đâu? Hả? Dạ, tôi... Tôi không có hỏi bà. Ba con tên Hợi, má con tên Lụa. Gốc gác của con á ở Tuốt Miệt Kinh Cùng. Đây là má mày hả? Dạ. Bà dẫn con gái bà tới đây có ý đồ gì hả? Dạ thưa cô, má con tôi gặp hỏa hoạn, nhà cửa bị thiêu rụi hết. Má con tôi đi khắp nơi xin việc mà mặt mũi tôi như vậy không ai dám nhận hết. Tôi nghe đồn ông bà chủ nhà này nhân đức nên má con tôi đánh liều tới đây, mong được ông bà chủ xót thương. Má con tôi có chỗ nương nhờ. Đi về, đi về, đi về đi. Dạ, dạ cô ơi. Ở đây không có nhận ai hết, không bao giờ được léo hánh tới đây nữa nghe chưa. Dạ cô ơi, cô đi về. Má à, đi má. Dạ. Cô đây đã nói là không cần người làm mình cô đi ơi, má. Cô tôi đã nói là không nhận. Dạ. Đi. Dạ cô. Ủa, là con đây sao? Ủa, cô hai. Gặp em chị mừng quá. Em khỏe không? Ờ, dạ thưa chị, hai má con này tới để xin việc, nhưng mà tôi có nói là nhà mình không cần nữa, đuổi về từ hồi nãy tới giờ mà không chịu về đó chị. Chị Trang, chuyện này chị để tôi giải quyết nghe. Dạ. Ngọc Bích, không ngờ lại gặp con ở đây, bà mừng quá. Chị cũng mừng lắm Ngọc Bích. Dạ thưa bà. Tiến, Tiến à, dậy mau, dậy đi con. Dậy, dậy, dậy con, dậy. Vậy vậy vậy. Con mau vô cản má con kìa. Má con đang nhận một cái người nào đó vô nhà này làm đó. Má con giận ai mà sao con phải cản? Trời ơi, một cái người đàn bà mặt mũi như ma quỷ vậy đó, xin vô đây làm việc, vì cản quá trời mà má không có nghe. Còn mau vô giúp gì, ngăn cản đi, đừng để cho má con nhận cái người đó vô đây làm. Kệ má con đi, má con muốn nhận ai thì nhận, cản chi gì ơi. Trời ơi Tiến ơi, cái bà đó mặt mũi bà ghê lắm, vì mà ở chung với bà là có ngày gì chết. Dì sợ lắm Tiến ơi. Con làm ơn con giúp dì đi. Dì năn nỉ con đó, con cản má con đi. Đi mà, đi. Giúp rồi, giùm rồi, dì đi được con. Để con đi vô coi sao nữa. Ừ, con vô con cản nha. Đi đi con, dứt khoát là không có để cho bà ở đây làm nghe không. Dạ, má con tôi không có nhà để ở, không có nơi để về. Nghe tiếng ông bà nhân đức nên má con tôi tìm tới đây xin được nương nhờ. Con thiệt không ngờ đây chính là nhà của ông bà. Ông, đây cũng là cái duyên giữa con với gia đình ta. Được lắm, cuối cùng cũng tự dẫn xác tới đây. Sao rồi, sao rồi? Hả? Sao rồi con? Má con giận họ rồi. Cái gì vậy? Sao con không chịu ngăn lại? Trời ơi, con sao vậy Tiến? Vì làm như vậy không biết tính ba má con vậy đó. Ba má con đã quyết định rồi thì có ai mà thay đổi được đâu. Con làm sao con thay đổi được? Nhưng mà vậy yên tâm đi, con nhất định sẽ làm cho hai má con đó
tự đi ra khỏi nhà mình mà không làm phật lòng ba má con. Tự đi ra khỏi nhà mình? Dì nghĩ là họ sẽ không đi đâu. Dì tin con đi, con đã có cách. Ơi, làm cái gì vậy? Sao? Làm gì làm gì? Hả? Ngạc nhiên lắm hả? Tôi nói rồi, cô không thoát được tôi đâu. Thì ra là anh ở nhà này. Hèn gì. Giờ cô biết cô mạo phạm tới ai rồi chứ gì? Quỳ xuống tạ lỗi với tôi đi. Quỳ xuống tạ lỗi, có khi tôi còn tha cho cô đó. Quỳ xuống. Sao tôi phải quỳ? Nếu nó xin lỗi á, anh mới là người xin lỗi tôi mới đúng. Xin lỗi cô hả? Cô bị bệnh rồi. Cô có biết tôi là ai trong cái nhà này không? Ừ. Tôi là cậu chủ á, cho cô biết. Ừ. Anh có thấy người sang Bắc Hoàng làm họ không? Cô nói gì vậy hả? Bởi vì tôi thấy anh không có một chút nào giống ông bà với cô hai hết á. Cả hình dáng lẫn tính tình. Cô. Ừ? Được. Tôi không thèm đôi co với cô. Nào đó tôi tính với cô sao? Bây giờ làm việc của cô đi. Múc nước đổ vô lu. Hết nước rồi nè. Đi múc nước đi. Anh. Hỗn láo hả? Dám kêu tôi bằng anh hả? Kêu tôi bằng cậu chủ, nghe chưa? Đi múc nước đi. Đi gánh nước bỏ vô lu đi. Dừng lại. Cậu muốn múc cạn nước ở trong này chứ gì? Để tôi làm. À! Em nói thiệt hả? Em có chắc không? Em cũng không chắc. Nhưng mà
Con nhỏ đó giống con Thảo lắm. Vừa nhìn thấy mặt nó là em điếng hết cả người. Trời ơi, em tưởng đâu là con Thảo nó đội mồ sống dậy không đó. Thôi, em tự giác mình nữa rồi. Mười mấy năm qua, cứ lâu lâu em lại giật mình, lo sợ nghi ngờ, cảnh giác lung tung. Không khéo chính em làm cho mọi chuyện đổ bể chứ không ai khác. Lần này em nghi ngờ là có căn cứ. Anh phải tin em chứ. Em đã có cách kiểm tra chưa? Cách gì? Em còn nhớ bà mụ nói câu gì lúc đỡ đẻ con của con Thảo không? Em không nhớ. Bớt son là cái bớt son. Là con gái. Trên vai có một cái bớt. Em nhớ rồi. Đó. Nếu đúng là người đàn bà đó, chắc chắn thái độ của bà với Đức Tiến sẽ không bình thường. Ê, bà kia. Dạ, cậu chủ kêu tôi. Có tôi với bà ở đây, tôi không kêu bà thì tôi kêu ai hả? Dạ, dạ cậu chủ cứ dạy ạ. Bà có bị đuôi không? Bà không thấy tôi đang đứng đây mà bà quét cát đất vô trong chân tôi vậy hả? Dạ. Đi chỗ khác quét. Dạ xin lỗi cậu chủ. Con có nhớ lần trước ta có nói với con rất giống một người thân trong gia đình ta. Con còn nhớ không? Dạ con nhớ. Con nhìn thử xem. Đến vậy. Đó là má Thảo của chị, là má ruột của Đức Tiến đó. Con biết không, lần đầu tiên khi nhìn thấy con, ông bà cũng hết sức bất ngờ luôn. Sao con lại có thể giống bà đến như vậy? Đúng là thần kỳ thiệt hả? Bởi vậy mới nói em rất là có duyên với gia đình này. Em cảm ơn cô hai. Sao lại xưng hô như vậy? Cứ chị em như trước không phải vui hơn sao? Má em dặn bây giờ em là người làm của ông bà với cô chủ rồi, phải xưng hô cho đúng phép tắc. Nhưng chị không thích em kêu chị là cô hai hay là cô chủ gì hết. Chị chỉ muốn xưng hô chị em với em thôi. Con nè, xưng hô chị em thì có gì đâu là sai. Con cứ nghe lời chị đi. Dạ con cảm ơn ông bà. Em cảm ơn chị. Thưa ông bà, con xin phép được thắp nhang cho bà. Con cứ tự nhiên. Dạ. Vậy con nhỏ nó giống má con quá. Con thiệt là bất ngờ luôn á vậy. Thì đó, dì cũng vậy. Bởi vậy nên dì mới sinh nghi. Ủa, dì nghi cái gì? Dì nghi á là dì nghi á là nó lợi dụng cái gương mặt của nó giống má con, rồi vô trong nhà mình có ý đồ không tốt. Nó có ý đồ gì được chứ dì? Được chứ sao không. Dì nghi là má con nó là muốn chiếm cái gia tài này. Dì nói gì vậy dì? Bớt quá, cái mặt nó giống má con thì ba con dễ dẫn nó vô làm ở đợ thôi, chứ làm gì có chuyện gì khác. Dì lo xa quá rồi dì ơi.
không cần biết là nó có ý đồ gì hay không. Nhưng mà dì không có muốn thấy cái mặt thấy ghê của cái bà đó. Con của ông thích Tiến à, còn mau nói với ba má con đuổi má con họ đi đi. Không, con không thể để con nhỏ nó ra đi dễ dàng vậy được. Trước khi nó rời khỏi đây, con phải hành hạ nó tơi bời mới hạ được nỗi ấm ức trong lòng của con. Ủa sao vậy? Nó là con nhỏ mà chơi xỏ con mấy lần trước đó vậy. Sợi dây chuyền của tao không? Bà quản gia, bà coi lại của bà quên ở đâu rồi. Chứ tụi con là người ăn kẻ ở trong nhà, làm sao mà dám lấy đồ của bà được. Ý mày nói là tao đổ thừa cho mày chứ gì? Được, mày nói mày không có, vậy thì mày đưa đây cho tao coi. Đau, bà làm cái gì vậy? Dạ cô, hả? Nó không có. Tao nói cho tụi bay nghe, tao mà phát hiện đứa nào lấy sợi dây chuyền của tao là chết với tao nghe chưa. Con ơi con, sao đau không? Con không sao. Nghe má dặn nè, mình là người ăn cái ở, đừng có đụng vô bất cứ thứ gì của ai trong nhà này hết, nghe không? Con nghe dì dặn nè. Muốn sống yên ổn trong cái nhà này là con đừng làm mít lòng bà Trang với ông được. Mình làm mướn cho ông bà chủ thì mình phải chịu đựng bà Trang với ông được đó con. Ủa gì? Hai cái người đó là cái gì trong nhà này mà đáng sợ dữ vậy? Bà Trang á là chị của bà Thảo. Từ hồi bà Thảo mất đi á, một tay bà Trang chăm sóc cậu chủ. Ông bà chủ thương bà Thảo dữ lắm, cho nên đối với bà Trang có phần dị nể, giao quyền quản lý cho. Bởi vậy bà mới được nước làm tới. Còn ông được là anh bà con xa, cũng một ruột với bà đó. Nhưng mà nếu như bà họ vô lý thì mình phải báo cho bà chủ biết chứ. Sao mình phải chịu đựng hết gì? Con à, mình là người ăn kẻ ở, tôi tớ trong nhà. Chủ nói cái gì thì nói, mình cứ nín thinh mà nghe thôi. Vì tám dặn sao thì nghe vậy đi, nghe chưa? Riết rồi cũng quen. Bà muốn chứng tỏ quyền hành, kệ bà, mình ráng chiều theo cho yên chuyện. Thiệt vậy á hả? Dạ. Vừa nhìn thấy hình bà hai hả là con giật mình luôn á. Ngộ ha. Để vài bữa má xin phép lên dọn dẹp ở nhà trên rồi má coi thử. Dạ. Ngọc Bích nè. Dạ. Má rất mừng vì ông bà chủ hiền lành đức độ, đúng như lời đồn. Còn điều may mắn là trước đó ông bà chủ đã từng gặp con rồi. Nhưng mà nè, đừng có thấy ông bà chủ tốt rồi lơ là, chểnh mạng, nghe chưa? Dạ, con biết rồi mà má. Má dặn gì đó. Mình là thân ở đợ mà, nghe, con phải luôn ghi nhớ điều đó. Càng mang ơn ông bà chủ, má con mình càng phải siêng năng, cần mẫn, nghe chưa? Nè, nãy giờ dặn dạ dạ gật gật vậy đó mà có nhớ gì không? Con nhớ mà. Thôi đi ngủ nè. Rồi thôi, thả mông ngủ đi. Em có chắc là định lực của nó không có cái bớt được không? Không, nhưng mà nó có cái thẹo. Cái thẹo hả? Ừ. Mà cái vết thẹo đó mới hay là cũ? Cũ dữ lắm rồi. Trời ơi, vết thẹo cũ thì còn lo sợ cái gì nữa. Em cũng không biết nữa. Trong lòng em lúc nào cũng hồi hộp bất an hết á. Nè, em nghĩ kỹ lại coi. Bà Cúc, bà là má ruột của thằng Đức Tiến á thì... Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, anh muốn chết hả? Đang ở trong phòng có ai nghe đâu mà sợ. Trời ơi, cái phòng này gần phòng bà Lâm, ở đó mà không có ai nghe.
Ở đây nói chuyện không có an tâm. Không được, đi chỗ khác nói. Về phòng anh. Rồi đó, muốn nói gì tha hồ mà nói đi. Trời đất thánh thần ơi, anh nhỏ nhỏ tiếng thôi. Em lo cái gì, trong phòng anh mà. Với lại cái phòng này xa cái phòng của ông bà Lâm lắm, lo cái gì. Biết là như vậy, nhưng ở đây tai vách mạch rừng, cẩn thận vẫn hơn. Em đúng là gan thỏ đế. Chuyện của mẹm xưa rồi mẹm cứ sợ hoài. Em đã nói rồi, khó khăn lắm em mới đi tới ngày hôm nay. Em không để bất cứ điều gì có thể làm sụp đổ những thứ mà em dày công xây đắp. Anh hiểu, nhưng đừng vì vậy mà lúc nào em cũng sống trong sợ hãi lo âu. Em phải xét cho kỹ để tự tin mà sống. Xét kỹ thì sao? Nếu như em mà là bà ta thì em có dịch trần tất cả mọi thứ vào ngay cái lúc mà con trai em đang sống sung sướng hạnh phúc không? Đường tương lai của nó đang rộng mở. Còn nếu cứ cho là bà vì tình máu mủ và muốn nhận lại đứa con của mình, không lẽ 16 năm trước bà không nhận, rồi tự nhiên bà phải chờ tới bây giờ, rồi tìm đủ mọi cách len lỏi vô trong căn nhà này để làm cái gì, đúng không? Rồi bây giờ cứ cho là bây giờ bà muốn nhận lại đứa con đi. Chỉ cần tới trước mặt ông bà Lâm nói ra tất cả sự thật, mắc gì phải khổ nhọc tìm đủ mọi cách để vô đây. Những điều anh nói đều có lý hết, nhưng mà em vẫn thắc mắc không yên. Cái con nhỏ đó tại sao nó lại giống con Thảo đến mức như vậy? Thì đúng là nó giống con Thảo thiệt, nhưng mà trên đời này người giống người thường xảy ra mà. Thậm chí nhiều khi người ở xứ này với người ở xứ kia giống nhau y chang, giống y đúc luôn. Mấy chuyện đó anh đọc nhật trình lâu lắm rồi anh biết. Có chuyện như vậy luôn hả? Có. Nếu mà em không tin á, anh lục lại nhật trình cũ đưa cho em coi. Thôi yên tâm, đừng có lo lắng quá. Trái ớt coi. Để tôi trái ớt có nghe không? Dạ dạ. Dạ ớt đây cậu ba. Bà đi ra ngoài đi. Bà thấy ghê quá à. Nhìn mặt bà như ác quỷ vậy, làm sao tôi nuốt nổi. Dạ dạ xin lỗi cậu ba, tôi đi liền. Ơi. Dì thiệt không hiểu nổi ba má con. Khi khổng khi không lại đi rước mấy cái thứ âm binh kiểu này về. Mà dì đã dặn con hoài à, muốn ăn cơm á thì phải dọn lên trên nhà trên ngồi ăn cho nó đàng hoàng tử tế. Tự nhiên khi không cái ngồi ở cái xó xỉnh này mà ăn. Có phải bữa chính đâu vậy, tự nhiên con đói bụng mà. Bữa nào cũng vậy hết á. Con nên nhớ, con là người thừa kế duy nhất của cái nhà này. Con phải có uy nghi của một ông chủ tương lai. Không có được để cho người khác coi thường địa vị của mình chứ. Chị Tám. Dạ. Chị nghe tôi dặn nè. Từ rày về sau không được để cho cậu chủ ngồi ăn ở dưới bếp. Dạ. Và cũng không được để cho cái người đàn bà mặt quỷ đó lợi gần cậu chủ. Hiểu chưa? Dạ. Tôi dặn rồi. Mà làm trái thì coi chừng tôi đó. Dạ, tôi biết. Đứng đó làm gì nữa? Làm cái gì thì đi làm đi. Dạ. Gì vậy? Sao không ăn nữa? Nồi, con phải đi coi bà dở nữa.
Bài vở cái gì? Ăn no rồi thì nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe. Bài vở thì cứ để đó từ từ rồi làm. Ba má con mà được một nửa giống như vậy thì con sướng biết bao nhiêu. Suốt ngày bắt con học 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 học. Đức Tiên ơi, má rất muốn ôm con vào lòng, muốn gọi tiếng con ơi, nhưng má không thể. Má không thể. Má có lỗi với con. Tha lỗi cho má, Đức Tiên ơi, tha lỗi cho má. Cô ơi, để tôi lựa bông đẹp hái giùm cô nghe. Anh là... Cô không nhớ tôi hả? Mấy bữa trước tôi gặp cô ở bờ sông đó. À, tôi nhớ ra anh rồi. Bữa hổm á, anh lượm cho tôi cái nón đúng không? À, đúng, đúng rồi. À, để tôi lựa bông đẹp hái cho cô. Nè. Nè. Vậy là từ đây cô ở đây luôn hả? Trừ khi bị ông bà chủ đuổi. Ông bà chủ tốt tính lắm, chắc là không đuổi cô đâu. Nhưng mà cậu ba thì khác, cô phải coi chừng đó. Cậu ba nhà đó khó ưa lắm hả? Anh kể cho tôi nghe chứ. Nói xấu người khác là không nên. Tôi nhắc cô đề phòng vậy thôi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nha. À, nhà anh gần ở đây không? Nhà tôi ở gần đây thôi, đi hết con đường này nè, rẽ qua một quãng nữa là tới nhà tôi. Tôi tên là Tâm. Còn tôi là Ngọc Bích. Cảm ơn anh Tâm nhiều nha. Lần nào anh cũng giúp tôi hết á. Có gì đâu, nếu cô thích á, ngày nào tôi cũng hái cho cô. Hả? Hái mỗi ngày luôn? Trời ơi, đầm sen đó cha con tôi trồng mà. Trời, thì ra là tôi hái trộm sen nhà anh đó hả? Nhưng mà cái đầm sen á là của ông chủ. Cô là người nhà ông chủ nên không thể gọi là hái trộm được. Sen đẹp quá. Ê, giỡn kiểu gì vậy? Mới biết hả? Đứng lại đó. Cô Bích. Thôi, cô đừng có buồn. Để có gì tôi hái lại cho. Dù con chỉ biết bà qua tấm hình này thôi, nhưng mà sao con có cảm giác thân quen với bà lắm. Con không dám nói cho ai biết hết. Họ sẽ cười con là thấy người sang bắt hoàng làm họ. Bà cao sang quyền quý như vậy, sao bà có thể quen với một đứa nghèo hèn như con. Nhưng mà con nói thiệt, trong lòng con á, có cảm giác là đã từng gặp bà, đã từng thân thiết với bà. Chắc là tại vì con giống bà cho nên là mới có cảm giác kỳ lạ đó. À, bà ơi, bà có thích bông sen con hái không? Má con nói á, bông sen tượng trưng cho những gì đẹp đẽ, thanh khiết. Tự nhiên con nghĩ bà rất là giống bông sen. Thank you.
Sau trai thờ trung hiếu làm đầu. Con đọc được sách à? Dạ con xin lỗi ông, chưa được ông cho phép mà con đã. Vậy con đọc cho ta nghe thử một đoạn. Dạ con. Con biết đọc chữ chứ? Dạ con biết. Vậy thì con đọc cho ta nghe thử. Con ngồi xuống mà đọc. Con đọc đi. Trước đèn xem chuyện Tây Minh, gẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Hỡi ai lặng lặng mà nghe, giữ răng việc trước lành dè thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Có người ở quận Đông Thành, tu nhân tích đức sớm sinh con hiền, đặt tên là Lục Vân Tiên, tuổi vừa 28 nghề chuyên học hành. Theo thầy nấu sử soi kinh, tháng ngày bao quản sân trình lao đao. Văn đà khởi phụng đằng giao, võ thêm ba lượt sáu thao ai bì. Đọc hay lắm. Ta thật không ngờ con đọc chữ lưu loát tới như vậy. Con có được tới trường học không? Dạ không, nhà con nghèo, má con không có tiền cho con đi học. Má gửi con theo học ở nhà thầy á, thầy không có lấy tiền, nhưng mà đổi lại á, má con với con làm hết mọi việc trong nhà thầy á. Thời buổi này hiếm có ai được như má con. Ngay cả những gia đình khá giả, người ta cũng không muốn cho con gái đi học. Cũng có nhiều người nói ra nói vô, nhưng mà má con nhất định dẫn cho con đi học. Má biểu con phải ráng học, có học thì mới có hiểu biết. Dù là không làm được gì, nhưng bản thân sẽ sống tốt hơn. Má con nói đúng đó. Người có học, có tri thức vẫn hơn con à. Con rất là thích đọc sách. Hễ thấy cuốn sách nào á là con không kìm lòng nổi. Xin ông tha tội cho con. Ta tặng cho con đó. Khi nào con rảnh cứ lấy sách mà đọc. Con cầm lấy đi. Ông ơi, con cảm ơn ông, nhưng mà con không dám nhận đâu. Con à, ta rất coi trọng những người hiếu học, có ý chí cầu tiến, ham thích đọc chữ. Thấy con dù hoàn cảnh khó khăn mà vẫn cố gắng học hành, ta vui lắm. Con cứ cầm lấy đi. Để rồi ta kêu Ngọc Thủy đưa cho con vài cuốn nữa. Con đội ơn ông chủ. Mày vô phòng tao mày không gõ cửa vậy mày? Hả? Sao tao hỏi mày không trả lời? Em nè hai. Em là Thảo nè hai. Mày không có hổn nghe. Mày đừng có làm bộ giả làm em tao rồi để hù tao nghe. Mày là con gái của người đàn bà mặt quỷ. Em tao chết rồi, mày đừng hù tao.
Tao không có sợ đâu. Em chết rồi mà. Em nhớ nhà. Em nhớ con gái của em. Con em đâu rồi hai? Con gái gì? Tao không biết. Trả con gái lại cho em hai. Mày chết rồi thì mày đi đi. Trả con gái lại cho em đi hai. Mày đi đi. Mày đừng lại gần tao. Trả con gái lại cho em đi hai. Mày đi đi. Mày đi đi. Mày đi đi. Đừng, đừng lại gần. Chiêm bao thôi. Không sao đâu. Không sao hết. Không sao đâu. Không sao đâu.